Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Xin được mến chào toàn thể các bác. Chắc chắn rất là nhiều các bác đang ngạc nhiên tại sao một chiếc đẩy lại cho ra chất âm lại hay như vậy, mà khi chỉ đánh trực tiếp tín hiệu laptop xuống đẩy mà ra loa thôi. Hiện tại thì không qua một cái gì xử lý các bác nhé. Đó, tín hiệu từ laptop vào đẩy. Bát chắc sâu, lời tép sáng và rất là mịn, mềm mại. Đó là một công nghệ xử lý chất âm rất là đỉnh hiện nay. Với những dòng hàng cao cấp, đó là sử dụng cuộn xuyến để xử lý tín hiệu ra cuối cùng, cho cắt, giải ù, làm gọn tiếng bát, cũng như là lời tép sáng hơn, tròn trịa hơn các bác nhé. Đó là dòng đẩy đến từ thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng, Electrovoice các bác nhé. Electrovoice model là C850 mà em giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi. Chiếc này hiện tại thì cũng test thêm để gửi cho một bác khách ở Hồ Chí Minh lại lên sóng với các bác để các bác cùng cảm nhận chất tiếng. Thực tế các bác nhé, tín hiệu đó laptop vào đẩy và ra loa. Hiện tại thì em đang để ở chế độ cầu, đó là qua cuộn xuyến các bác nhé, thì chất âm nó mới hay như vậy. Suốt ngày chẳng thể cứ gần nhau, nhưng khi đưa tin có người ngồi nắng, lòng tôi từng. Với dòng đẩy này thì sử dụng đó là 3 nguồn, 1 nguồn chính và 2 cuộn xuyến để xử lý tín hiệu ra cuối cùng ở mạch công suất. Đó là sẽ có 2 cầu, một cầu là các bác đánh với chế độ là mạch công suất ra cầu, không xử lý qua cuộn xuyến. Và khi ở đây có một công tắc, các bác gạt, bật gạt sang cuộn xuyến, bắt đầu lúc đó mới hoạt động, là cuộn xuyến mới xử lý như là em đang đánh như thế này. Dây đồng rất là to này các bác này. Với cục đẩy này thì max sẽ được là 800W một kênh. Mạch Granat công nghệ cho ra âm thanh rất là hay. Với những dòng cao cấp thì mới có các bác nhé. Chắc chắn thì các bác chơi các bác sẽ ít gặp, hoặc là các bác có thể gặp ở trong những dòng loa nghe nhạc, nhưng mà ít bác để ý đến với công nghệ này. Đó là nó triệt tiêu cái giải ù và để gọn lên những cái giải bát, cũng như là lời tép sáng hơn, sạch hơn. Đẩy mà mê luôn các bác ạ. Với dòng đẩy này thì rất là nhỏ gọn, các bác cũng có thể lắp hoàn toàn kệ nào cũng vừa. Vì cái kích thước ở đây, các bác nhìn cái găng tay của em nhé, đây có 20 này, và ở đây thêm một chút nữa nó rơi vào tầm khoảng 35-36 thôi. Đấy, các bác cũng có thể bỏ tai vì ở bên này sẽ có cái ốc
Đấy, các bác chỉ cần tôi biết bật một cái là bùng ra các bác nhé. 4 tụ nhưng mà với dung lượng tụ là 120V. Với những dòng đẩy nhỏ gọn thì nhà thiết kế sẽ làm tụ ít đi nhưng mà dung lượng của tụ lại lớn lên, có nghe nguồn điện đi qua lớn hơn đó, khi công suất lên lớn. Còn với những dòng mà mạch to ra thì lắm tụ hơn, nó sẽ nhỏ đi, ví dụ như là 63V, 80V đó. Mạch máy rất là đẹp các bác nhé. Đây em sẽ quay sang sau này, tín hiệu từ laptop vào đây. Các bác có thể sử dụng Canon. Đây hiện tại em cắm là Canon AV. Chế độ cầu bên này các bác nhé, cầu bên này là không qua này, em đang đấu cầu bên này là qua này. Với giá của một chiếc đẩy này là 6.500.000 các bác nhé, một chiếc này được bảo hành 6 tháng. Chiếc này thì em cũng vừa nói rồi, em test gửi cho một bác khách ở Củ Chi, Hồ Chí Minh. Các bác có thể chơi với những dòng loa nhỏ từ 20, 25 hoặc 30 đó. Vâng, em cũng cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi kênh Michael Audio. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ cửa hàng. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Giờ em cũng xin được phép kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác.